Thì chiến thắng ngày hôm nay không chỉ mang ý nghĩa lớn về mặt cá nhân của em và ý nghĩa toàn đội, vì suy nghĩ sau 3 trận thua thì trận đấu gặp Thao Quảng Ninh thì đội Thao Quảng Ninh thời gian vừa rồi đã phong độ rất tốt và rồi em đã giành chiến thắng trước họ, tuy hơi có vào phút cuối có vẻ hơi bị chệch choạc đấy, nhưng mà chiến thắng này sẽ giúp cả đội tự tin hơn những trận đấu sắp tới. Dù có được một thế trận tốt, có được khoảng cách tỷ số khá là an toàn, tuy nhiên là Gia Lai vẫn để thua liên tiếp 2 pha bóng rất là đơn giản, vậy thì đây có phải là vấn đề của Hoàng Gia Lai không? Em nghĩ là cũng do một phần là tâm lý của các cầu thủ sau 3 trận thua đã bị ảnh hưởng thôi, tại vì em nghĩ là các cầu thủ trong phòng ngự đã cố gắng hết cả 90 phút, tại vì cho khi thua những bàn thắng như vậy thì họ đã bị mất tập trung, và em nghĩ là chúng em sẽ cố gắng cải thiện dần dần để tránh những bàn thua như thế. Vậy trong những trận đấu tới thì theo Toàn thì Hoàng Gia Lai cần phải cải thiện điều gì? Lực lượng, chiến thuật hay là về tinh thần thi đấu của các cầu thủ? Em nghĩ thì chiến thuật thi đấu của các trận đấu tới rất quan trọng, và quan trọng nhất là tinh thần của các cầu thủ. Em nghĩ là hôm nay cả đội đã thi đấu một trận đấu tinh thần tốt và đã có kết quả tốt, và em cũng rất là vui khi các bạn đã cố gắng chiến đấu hết mình, để vì chúng em đây là trận đấu tiên chúng em thắng sân nhà, vì vậy em cảm thấy rất là vui. Bản thân Toàn có cảm thấy áp lực hay không khi mà bây giờ có lẽ là Toàn là cầu thủ được chú ý và quan tâm nhiều nhất ở đội Hà Gia Lai? Em nghĩ là áp lực cũng một phần, nhưng mà em nghĩ bên cạnh em luôn có những đồng đội tốt và các bạn đã rất hỗ trợ, và em nghĩ là không phải em có để trên mạng là nhiều mọi người bảo em có những thầy gánh đội, nhưng mà em nghĩ là các cầu thủ trong đội đều có nỗ lực giống nhau để cùng chiến đấu, vì vậy là em nghĩ không phải một mình em mà luôn bên cạnh đội và bao luyện đằng sau.